When you wanna give me that thì đây là một cái loại cụm cocaine mới, anh em xem lại cái link mà Vinh đã quảng cáo và cái đã review cái cụm cocaine loại 1 á, link Vinh sẽ để bên dưới. Tuy là nó vẫn giữ hết những cái công năng ban đầu là những cái dây điện và những cái giống như là quýt ship, hoặc là thì mình sẽ xem cái cụm này nó sẽ có thay đổi gì nha. Cái số liệu quýt tông kéo và những cái level để mình sử dụng giống như là những cái tay giống như là click roll của CRG, rồi cầm Rainbow là nó dùng cái level ở đây. Thì con này nó lại dùng cái level ở trên thân này luôn, trên một cái khối CNC, nấm CNC, một con ốc lục giác bông. Và nó có để cái thông số bản lề, một con ốc lục giác bông màu vàng. Cái này, cái công năng này là mình cũng đã nói rồi. Khi mà các bạn dùng những cái tay này cho những con sport hoặc là những con có hút ship thì sẽ có một cái trường hợp khi mà các bạn chạy nhanh ở một cái tốc độ là trên 200 mấy á, thì khi mà gió nó quá nhiều, cái này nó sẽ bị đẩy vào một chút xíu thôi là hút ship của các bạn sẽ không dùng được nữa. Thì cái loại phay này, đó là cái phay này là cái hãng người ta sẽ xuất ra là để cho gió lùa qua, không có làm đẩy tay côn, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới quýt ship của các bạn. Thì nó phay tới 3 cái luôn, hai cái lỗ nhỏ như là một cái đoạn line lớn này luôn. Và cái 7 này á thì phải nói sao ta, giống như á là nhiều người á người ta lại không thích dùng cái phay này dài. Thứ nhất là nó sẽ bị đụng. Nhưng mà thật ra theo Vinh đi nhiều tay, Vinh đi CRG, Vinh đi Rainbow nhiều á, thì sự cái CRG của Vinh nó cũng khá là dài. Nhưng mà cái lực này dài á thì cái lực bóp của bạn nó sẽ không bị mỏi. Đối với những bạn mà đang đi côn cơ nha, thì khi mà gắn trên con này cũng là cái côn cơ thôi, thì côn cơ là nó cần cái lực bóp nhiều hơn. Không, mình nói tới cái côn dầu. Côn dầu tất nhiên nó sẽ nhẹ hơn rồi, nhưng mà nó sẽ kéo thêm nhiều cái khác nữa. Thì cái côn cơ này á là nhẹ hay nặng thì nó ăn thua với cái bản lề, với cả một cái cầm luôn. Chứ bây giờ các bạn thay kiểu như là ví dụ như côn nặng đi, thì mọi người cứ không biết, mọi người cứ thay cái mỗi cái bản lề này thôi à, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Cái lực của nó bóp là từ cái bản lề bên trong, là nguyên cái cầm nó mới gắn vô cái bản lề. Thì nặng hay nhẹ là ăn thua do cái lực tính của cái hàng sản xuất của bạn, chứ các bạn thay có mỗi cái tay thôi vô thôi nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Nó vẫn nặng vậy à, y vậy luôn à. Nhiều khi thay vô cái nó ngắn hơn, cái cũng còn nặng hơn nữa. Thì thay là mình phải thay luôn cả một cái cùm cộng với bạn cái bản lề, càng mắc tiền thì nó càng nhẹ, cái này là chắc chắn 100% rồi. Ngoài ra nếu mà thay vào nó vẫn nặng thì các bạn mới kiểm tra xuống tới cái hệ thống nồi và hệ thống dây côn đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng đội ngũ anh em gắn lên con này. Cái bản này là bản đầu tiên Vinh cầm luôn á, tại vì bữa giờ nghe nó mới ra nhưng mà bây giờ mới được cầm tận tay, và lát nữa mới test thử lên con Honda CBR 1000 SP1. Bản này là bản mắc tiền, nó chỉ thua cái bản SP2 thôi. Thì cái bản SP2 này nó chỉ khác cặp mâm market. Ngoài ra thì phục trước phục sau đều là phục điện của Olin TTX. Nói chung là phân khối này nọ thì cái đó mình không chuyên sâu nữa nha. Hôm nay mình sẽ nói về cái đồ chơi này nhiều, tại vì cái tay là cái tay highlight của hôm nay, tại vì nó rất là đẹp. Mình sẽ để lại cái link bên dưới cho mọi người tham khảo. Nhìn nó xịn sò hơn cái tay cũ rất là nhiều, tuy là cái tay cũ nó đã sướng mắt rồi. Đây vẫn là cái cầm điện của nó, các bạn xem cầm điện của nó nè. Nếu anh em nào xài tay CRG, anh em phải chế rất là nhiều, anh em phải mua một cái bản mặt này, rồi anh em câu điện, chích băng keo nến, rồi phải làm dây điện lại để cho dùng được cái chức năng gọi là chức năng bóp côn đề máy, như là đang trong số 3, số 4. Thì anh em vẫn muốn bóp côn đề máy được thì phải có những dây này. Còn giống như Vinh đi con ZX thì sự là lúc đó thì chưa có những cái tay này, cho nên Vinh chế phải làm bản mạch rồi phải làm dây điện lại mới đi được tay CRG. Nhưng mà sau này thì quá nhiều đồ chơi rồi, người ta làm sẵn hết cho mình luôn rồi, rất là sướng. Ok, bây giờ mình sẽ xem anh em gắn vô rồi xem cái hiệu năng của nó và cái vẻ đẹp của nó khi mà gắn lên xe như thế nào.
problems are solvable. My run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talk to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride, I can't be mixing with iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing, I needed some personal time. Fuck all the pitches, dimensions. I done with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. I think that I'm going to hide it somewhere by a gate, it's dark. Baby, they